dùng hết nội công thâm hậu của mình được không? Cái gì mà nhẹ hèo như phủi bụi vậy? Nản thiệt chứ. Thôi, mình không dám. Cái này mình nhờ bạn xoa bóp bằng cách kéo kéo hai bên má của mình vậy nè. Chứ có kêu bạn làm gì mình đâu mà sợ. Nhưng lỡ có ai thấy tưởng mình chán ghê. Đúng là y như câu nhát như thợ đế mà. Cứ làm đi, mình bảo kê cho. Vậy mình làm thiệt nha. Úi da, trời sập. Ban ngày mà thấy sao trăng luôn ta. Ê, thỏ con, sao em mạnh bảo với mèo con vậy? Như vậy là không được đâu. Có chuyện gì thì mình cùng ngồi xuống ăn bánh, uống nước rồi nói chuyện chứ. Có đâu lại bẹo má bạn đâu như vậy. Dạ, em, không phải em. Dạ, thỏ con vô can. Mọi chuyện là do em. Em bắt thỏ con xoa bóp bằng cách kéo mạnh hai bên má đó ạ. Hả? Là sao? Nguyệt Ánh chưa hiểu. Dạ, đây là liệu pháp thúc đẩy lưu thông máu, giảm kích thước lỗ chân lông da, giảm nếp nhăn trên khuôn mặt, tăng sản xuất collagen đó. À, lạ lùng quá à. Nguyệt Ánh mới nghe luôn đó nha. Dạ, em mới đọc được trên internet là thực hành ngay và luôn ạ. Nhưng hiệu quả có an toàn không đó? Chứ Nguyệt Ánh lo ngại là mèo con sẽ bị ảnh hưởng bởi vì dùng lực quá nhiều. Nguyệt Ánh nghĩ ha, để da dẻ mình khỏe đẹp thì tốt nhất nên nuôi dưỡng từ bên trong. Tốt nhất thì mèo con và Nguyệt Ánh cùng qua nhà đắc tư khỏe để được tư vấn nghe. Dạ. Đắc tư khỏe ơi. Đắc tư khỏe. Chào chị Nguyệt Ánh ạ. Chào đắc tư khỏe. Đắc tư khỏe có thể giới thiệu cho Nguyệt Ánh món ăn gì mà giúp cho làn da khỏe đẹp không nè? Nấm tuyết có khả năng tạo ra lớp màng hydrat hóa linh hoạt, giúp phục hồi làn da trở về trạng thái ngậm nước tối ưu, làm mịn bề mặt da và giúp trông trẻ hơn. Dạ, em còn có 18 axit amin cùng đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Em sẽ hỗ trợ sản xuất collagen cho làn da căng mọng, giảm nếp nhăn, tàn nhang, tăng độ đàn hồi và sức khỏe của da đó ạ. Dễ thương quá à. Bây giờ thì Nguyệt Ánh mới biết là em lại thân thiện với làn da đến như vậy. Thế thì dùng nấm tuyết thì cần phải lưu ý điều gì vậy đó cơ khỏe? Không nên sử dụng nấm tuyết đã chuyển sang màu vàng vì đã bị nhiễm khuẩn. Dạ, nếu ăn phải thì có nguy cơ bị ngộ độc, đau dạ dày hoặc tiêu chảy đó ạ. Các mẹ bầu và người đang ho, cảm lạnh cũng không được dùng nấm tuyết. Tốt nhất là vẫn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi dùng nấm tuyết để an toàn và hiệu quả nha. Vậy thì mèo con yên tâm rồi nha. Dạ, em mừng quá. Tiếc là thời lượng dành cho chương trình đã hết. Bây giờ Nguyệt Ánh, Dr. Khỏe cùng các bạn nhỏ trong khu vườn đành phải nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình kỳ sau. Xin chào. Xin chào.